Kết thúc tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11, toàn tỉnh đã huy động được trên 2,3 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để thực hiện chăm lo cho người nghèo. Từ nguồn kinh phí huy động được, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổ chức khởi công xây mới, sửa chữa và bàn giao 65 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, với tổng số tiền hỗ trợ là 2 tỷ 449 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, đối ứng gia đình và nhân dân đóng góp. Hỗ trợ sinh kế phát triển sản xuất cho hộ nghèo là 109 triệu đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện 70 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo có thành tích trong học tập 148 triệu đồng, hỗ trợ khác quy ra tiền là 472 triệu đồng.